Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay. Và mến chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này như được anh Chiến gửi lại cho Như. Hồi năm 21 tuổi, anh Chiến có làm lễ tân cho một cái chỗ nhà nghỉ này. Trên cái chỗ mà anh làm á, cả con đường đó đều là kinh doanh nhà nghỉ hết. Anh làm ở đây là từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng. Tới khoảng 8 giờ rưỡi, có một cặp tình nhân đi vô. Anh nhìn cũng như là bao cặp tình nhân khác thôi. Chị này tên là chị Liễu, còn cái anh đó tên là anh Bình. Chị Liễu thì lớn hơn anh Bình vài tuổi hen, thì đây cũng là vấn đề gì trơn. Hai người đi vô cũng cười nói vui vẻ, sau đó hai người đi lên trên phòng. Anh Chiến cứ làm việc như vậy cho tới khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ thì anh Bình này anh mới đi xuống, anh kêu là đưa cho ảnh cái chứng minh đi để ảnh lấy cái chứng minh đó anh chạy xe đi công việc, chứ lỡ ra đường có giao thông mà người ta thổi á, thì không có chứng minh để xuất trình ra. Chứng minh của hai người anh đã photo lại rồi mà do anh giữ lại vậy đó, đợi khi nào mà họ đi xong á thì họ ra họ thanh toán tiền mới lấy lại giấy tờ này. Giờ thì anh lấy giấy tờ trước, còn lại giấy tờ của chị mà anh đã photo rồi, cho nên là anh Chiến cũng đưa cho anh Bình luôn. Lúc mà anh Chiến đưa cho anh Bình á, nhìn ảnh vẫn có thái độ rất là bình thường, hình như là cái lúc đó anh Bình anh diễn cho anh Chiến thấy thôi. Sau khi đưa cái giấy tờ này xong cũng nằm đó, chút xíu nữa có khách. Tới khoảng 1 giờ là bắt đầu vắng khách rồi, anh mới khép cái cửa ở ngoài lại. Cái cửa ở ngoài á, là cái dạng giống như là cái hàng rào á, để che lại thôi. Nếu mà có ai đó người ta vô á, kêu cửa anh thì anh sẽ ra anh mở cửa, còn có ai gì đó ra vô á, thì anh ở đây mà anh trực. Anh nằm đó anh đợi, đợi tới gần 2 giờ mấy sáng á, bấm điện thoại để coi á, là cái anh Bình này anh về chưa. Ảnh là cái người khách chưa có về nè. Đợi khi anh về luôn đi để anh Chiến nằm ngủ một giấc thiệt là ngon, chứ không á mình ngủ mà cứ dậy chập chừng hoài nó cũng mệt lắm. Đợi tới giờ đó rồi vẫn chưa có thấy anh Bình về nữa, cho nên anh Chiến cũng kệ luôn. Giờ anh Chiến soạn ra nằm ở cái chỗ ghế bố kế bên cái quầy lễ tân nè, anh nằm đó để ngủ. Anh nằm ở đây là để giữ xe, xe của khách là để ở phía sau có cái hầm đây nè, anh nằm mà anh canh giữ luôn. Khi anh Chiến đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, em bắt đầu nghe vậy nè. Em ơi, cảm giác nổi da gà hết trơn à, anh lờ mờ vậy tưởng khách kêu mình hay gì mà gọi vậy, đâu có thấy ai đâu, đâu có ai xuống đây đâu. Ủa gì ta, không lẽ mình nghe nhầm hay gì á. Anh Chiến lại nằm xuống, vừa mới nằm trở mình qua anh lại tiếp tục nghe kêu nữa. Em ơi, giọng của một cái người phụ nữ nha, mà không có biết là ai kêu á, tại vì ngồi mấy lần vậy rồi mà anh vẫn không thấy. Chút xíu anh nằm xuống, con mắt anh vẫn nhắm để đó thôi chứ không có ngủ. Thì anh nghe cái tiếng thang máy, nó kêu tinh tong, thang máy mở ra. Anh cũng lọ mọ ngồi dậy, cái mặt buồn ngủ cho nên hơi đực đực ra chút xíu. Tưởng là có khách xuống trả phòng hay là người ta cần đi đâu đó. Anh nhìn qua bên hướng thang máy, thấy là cái cửa thang máy đã mở ra rồi, mà sao thấy hoài không ai bước ra hết trơn vậy. Ủa gì ta, anh cũng ngồi đó anh nhìn. Anh đi lại gần ở trước cửa thang máy thì từ sớm tới giờ cái cửa thang máy này nó vẫn mở, tức là có người nào đó mình đứng ngay cái cửa nó mới không có đóng lại, chứ mà nếu không có ai mà ra vô là cái cửa nó mở xong nó sẽ tự đóng lại rồi. Anh đứng ngoài anh nhìn vào trong thang máy, ở trong không có ai á, trống quơ trống quát à, gì vậy ta. Anh đứng anh cũng gãi gãi đầu nữa, không hiểu ngày hôm nay gặp cái chuyện gì mà lạ quá vậy. Anh lấy tay ấn nút cho cái thang máy nó đóng lại á. Ở trong thang máy hoàn toàn không có ai, mà bây giờ cái thang máy nó nhảy lên trên tầng 3, rồi anh tự nó di chuyển lên trên tầng 3 luôn. Anh cũng đứng đó anh ngớ người nữa, ủa đâu có ai bấm đâu, sao cái thang máy nãy tự lên trên tầng 3 vậy ta. Thôi anh cũng kệ bà nó luôn, chắc thang máy nãy bị hư hết trục trặc gì rồi. Anh lại quay trở lại ở trên ghế bố của mình anh ngồi đó. Anh đang ngồi vậy đó, cái đầu thì cuối cùng gục xuống, do giấc nãy cũng khuya rồi, anh đang rất là buồn ngủ. Anh mới nghe thấy cái tiếng bước chân, nghe đi, cộc, cộc, cộc là cái tiếng mà phụ nữ mang giày cao gót á. Cái tiếng này nó phát ra từ khu vực của đằng thang máy. Anh có nhìn thấy một cái bóng đen vừa mới đi lướt qua trước mặt của anh.
anh đinh đến trong đầu đó là khách thôi. Cái người đó khi mà đi lướt của anh rồi, đứng ngay trước quầy lễ tân luôn, còn kêu em ơi. Nghe kêu vậy đó, anh mới ngóc đầu lên nói dạ chị muốn. Vừa mới nói tới cái khúc là chị muốn, chưa kịp nói hết câu nữa, nhìn lên không có ai hết trơn. Ủa cái gì vậy ta, bữa hôm nay anh trực mà sao có chuyện gì kỳ lạ như vậy. Anh tức mình quá, anh mới chạy vô trong quầy lễ tân nè, mở camera lên để check. Anh thấy là nãy anh ngồi đây có mình ên à, đâu có cái bóng người nào mà đi lướt ngang rồi đứng ngay quầy lễ tân đâu. Không có trong camera, chỉ có một mình anh thôi. Sao rõ ràng hồi nãy anh thấy cái người đó đi lướt qua rồi còn đứng, anh thấy cái phần chá mắt là thấy từ cái phần bụng của cổ đổ xuống phần chân rõ ràng mà. Anh đang đứng vậy thì anh nghe cái tiếng thang máy nó lại kêu tinh tông, mở ra nữa. Anh thấy cái chá đèn từ trong thang máy nó dội ra, anh nhìn qua đó, không có ai bước ra. Cái gì nữa vậy ta, anh đứng đó anh không có hiểu chuyện gì trơn. Anh tức mình quá, anh đi một mạch thẳng lại ở cái chỗ thang máy, vẫn như lần trước không có ai hết. Anh bấm cho nó đóng lại, giờ cái thang máy nó kêu tinh tông đóng lại, nó tự nó chạy ngược lên trên tầng 3. Cái gì mà sao lên trên tầng 3 hoài vậy, không hiểu luôn. Anh cũng kể luôn, giờ buồn ngủ quá, anh trở lại trên ghế bố của mình, dù gì á chưa có ai ra vô là được. Giờ anh nằm xuống chút xíu ngủ nha. Anh ngủ rồi cái anh thấy ở sau cái lưng của anh á, ở sau bẻ dai chút xíu vậy nè, có ai khều khều nhẹ 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 kêu em ơi, em ơi dậy đi em. Lại là giọng của một cái người phụ nữ nữa. Anh mới quay qua, anh tưởng là khách kêu anh. Anh quay qua anh lờ mờ thấy bóng dáng của một cái người phụ nữ, mà hình như cái bà này bà đang quấn khăn tắm mà vậy ta. Thấy chỉ quấn từ cái phần ngực đổ xuống thôi là cái khăn tắm màu trắng trong khách sạn nè. Em nói dạ dạ chị chờ em chút xíu. Anh lọ mọ đi qua bên quầy lễ tân rồi ngóc đầu lên hỏi dạ chị ơi chị muốn trả phòng hả chị. Ngóc đầu lên anh nhìn, ủa đâu rồi, sao lại xảy ra cái hiện tượng này nữa. Giờ trước mặt anh hoàn toàn không có ai hết. Rõ ràng là cái người nào đó nãy khều dai mình, rồi còn kêu mình dậy nữa. Sao giờ không thấy ai trơn ta. Anh tức mình quá, anh mới mở camera ở cái chỗ trước này lên anh coi nè. Thì trong đoạn camera đó chỉ quay lại hình ảnh là anh đang nằm ngủ trên ghế bố. Rồi anh trở mình qua lại, anh mới nói là dạ chị ơi chờ em chút. Có nói cái câu đó nữa, nhưng mà đằng sau lưng của anh hoàn toàn không có ai hết trơn á. Gì kỳ vậy ta, không lẽ là anh bị ghẹo. Anh làm ở cái chỗ nhà nghỉ này cũng lâu rồi mà chưa có gặp chuyện gì hết trơn á. Tới tận ngày hôm đó thì anh mới gặp thôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì luôn. Hồi sớm tới giờ bị hù bị chọc mấy lần, muốn ngủ mà ngủ không được, dở mất ngủ luôn rồi. Anh trở lên trên ghế bố nằm bấm điện thoại, anh cũng mở điện thoại lên anh chơi game, cũng chơi Liên Quân vậy đó em. Anh đang tập trung chơi thì anh lại nghe kêu em ơi. Da gà của anh nó nổi cục cục lên liền. Cái giọng hồi nãy kêu thì nó cũng bình thường thôi, mà sao kỳ vậy ta. Anh ngóc đầu lên nhìn, lại một lần nữa không có ai hết. Rồi cái thang máy đằng kia nó kêu tinh tông. Anh cúi đầu xuống, anh chơi tiếp, anh kệ. Anh biết là cái thang máy này chắc nó có vấn đề gì rồi. Anh nhìn thấy có một cái bóng người vừa mới lướt qua cái người anh, mang guốc mà quấn khăn trắng, đi thiệt là lẹ vô ở trong cái thang máy á. Anh thấy rồi, anh nói ủa ai vô trời, ai vô vậy. Anh chạy lại thì cái thang máy nó đã đóng lại và nó đang di chuyển tới ở trên cái tầng 3 rồi, nó mới dừng lại trên trển á. Anh dừng cái trận game của mình lại luôn để coi là hồi nãy có người khách nào đó vô hay không. Anh mới lại cái chỗ camera anh mở lên. Lần này mở lên là ở trong cái đoạn camera nó xuất hiện hình ảnh của một cái người phụ nữ giống như anh thấy á, là quấn cái khăn trắng ngang người, tóc thì xõa xuống đen và mang một đôi giày cao gót. Có điều trong cái đoạn camera này nó lạ lắm, chỉ xuất hiện cái đùng là hình ảnh của cái cô đó đứng kế bên anh rồi đi lướt qua người anh thôi, chứ không có cái cảnh là cái cô đó cổ đi từ đâu vô hay là cổ đứng từ chỗ nào thù lù là cổ xuất hiện vậy đó. Thấy cổ đi dạo trong thang máy rồi, chỉ thấy có mỗi cái bóng thôi chứ chưa có thấy mặt mũi, nên anh không có biết đó là ai. Giờ biết là có người vừa mới vô nè, anh mới lại cái chỗ thang máy, anh bấm thang máy lên trên tầng 3 để kiểm tra. Giờ này là ở trên tầng 3, hầu như tất cả những phòng đó đều đã có khách hết rồi, đâu có phòng nào trống đâu. Anh lên ha, anh cũng đi đảo một vòng vậy đó. Anh đi ngang qua phòng 303, anh nghe kêu em ơi.
nữa, lại là cái giọng của người phụ nữ nữa. Da gà của anh Tử đã ông nói dựng 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 lên. Anh đứng im, anh coi có còn nghe nữa không? Thì anh không có nghe. Bởi vì trong cái phòng này là phòng của anh Bình với chị Liễu, là cái phòng riêng tư của một cặp tình nhân mà. Anh cũng đâu có gõ cửa vô kiểm tra làm chi mà nó vô duyên kỳ cục quá. Cho nên anh lại tiếp tục anh đi, định là đi xuống rồi đó, tại vì không có thấy gì cả. Đi bước qua cái phòng 303, anh lại tiếp tục nghe kêu: "Em ơi em!" Anh quay đầu lại, cái cửa chỗ phòng 303 này tự động nó mở hí ra, mà nó mở nhẹ, nó mở chỉ là chừng một gang tay thôi chứ không phải là mở tan quát ở đâu. Anh quay đầu lại, anh cũng đi gần lại hen, từ trong này nhìn ra thì anh thấy thấy cái phần chân á của một cái người đang nằm, thì người ta đang nằm ngủ trống, không lẽ mình vô kỳ quá. Anh mới lấy cái tay á, anh kéo cửa, anh đóng cái cửa lại. Vừa mới đóng cửa xong, anh xoay lưng chuẩn bị đi mà chưa có kịp bước đi bước nào hết trơn nha. Anh nghe kêu: "Em ơi, chỉ trong này nè." Anh đứng sững lại, cái cửa đằng sau lưng của anh nó lại kêu cái é, nó mở ra nữa. Một lần này cái cửa nó mở ra, anh có cảm giác lạnh lạnh sống lưng sao, anh mới tiến vài bước để né né cái cửa ra chút xíu. Anh nhìn vô anh đâu có thấy gì đâu. Gì mà kỳ cục vậy ta? Rồi cái cửa nó tự động nó đóng khép lại mà không có đóng chặt lại luôn á, chỉ đóng khép hờ lại thôi. Cái anh mới đi gần lại, anh nhìn vô. Anh thấy là cái người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy cái chân của bà lú ra, người ta đang ngủ mà. Cái anh mới đóng cái cửa anh kéo lại. Vừa mới kéo lại, quay lưng đi được ba bước thôi, thì cái cửa này giống như là có một cái phép thần kỳ gì đó, nó lại tự động nó mở ra nữa. Mà lần này là mở quạt hẳn ra luôn, chứ không phải là mở nhỏ xíu như hai lần trước. Đứng tựa phía xa, anh thấy là có bóng lưng của một cái người. Cái người này tóc xõa dài xuống qua vai nha, rồi quấn ở trên người là cái khăn tắm và mang đôi giày cao gót. Anh thấy rồi, đứng nhìn, ủa ai vậy ta? Anh nghe kêu: "Em ơi!" Rồi cái người đó đi thẳng vô trong phòng luôn. Nghe kêu vậy đó, anh đi gần lại để coi, thì thấy là cái người đó đã đi thẳng vô trong phòng rồi. Ở trên giường á, vẫn thấy là cái đôi bàn chân trần đang lộ ra, cái người đó đang nằm ngủ trên giường. Anh đang đứng anh kêu: "Ủa chị ơi, chị gì ơi, chị mới kêu em hả?" Anh Chiến tự ngoài hỏi giọng vô vậy đó, thì không có nghe trả lời. Anh mới khép cửa lại. Khi mà anh đang khép cái cửa hờ lại, anh thấy có một cái bàn tay, mấy cái móng của nó là sơn đỏ chót luôn. Cái bàn tay nó hơi trắng trắng, hơi nhợt nhạt, đang vịn lấy cái thành cửa. Không phải là chụp lấy cái đồ nắm cửa hay gì đâu, mà vịn lấy cái thành cửa vậy nè, để lộ ra. Anh thấy rồi, anh nghe kêu: "Em ơi, em vô đi." Anh đứng ngoài này em bị sững người một lúc, bởi vì anh là lễ tân ở đây thôi chứ không phải là anh là cái dịch vụ đó đó mà vô phục vụ cho người ta đâu. Anh nói là: "Dạ chị ơi, em lễ tân thôi." Anh nói vậy đó. Cái cửa bị kéo mạnh, cả người của anh á, là sớm giờ do anh đang vịn cái tay nắm cửa mà theo cái đà đó anh bị té cắm đầu vô trong phòng của người ta luôn. Anh đứng lúc đó là anh đang đứng ở dưới chân giường, do anh bị cắm đầu giống như cảm giác ai xô anh nữa kìa. Anh nhìn anh thấy cái người này đang đắp mền trùm kín mít từ ở dưới chân á, lên tới cái đầu, không thấy mặt mũi, chỉ thấy lộ cái bàn chân ra thôi. Anh mới hỏi là: "Dạ chị ơi, nãy chị kêu em hả?" Anh không nghe trả lời. Anh nói là: Dạ, vậy em xin lỗi em đi ra." Anh nói vậy đó, anh vừa mới bước chân đi ra thôi, bước được có không bước à, cái chân của anh có cảm giác như ai đó nắm kéo. Anh té. Anh té lúc đó té đâu? Té nhào người lên trên cái giường mà cái cô này cũng đang nằm nè. Hết hồn hết vía rồi anh nói: Dạ, em xin lỗi chị ơi. Tại vì mà làm phiền khách vậy á, mất công là có gì người ta mắng vốn, lại chủ sẽ đuổi việc rồi trừ lương anh này kia, mất công lắm. Với lại người ta đang ở đây, người ta trùm mền vậy, biết người ta có mặt gì không? Anh vội vàng xin lỗi. Anh đang đứng chồm dậy thì lúc này anh lại cảm nhận được có một cái cảm giác ai đó dùng hai cái bàn tay xô anh té cắm đầu luôn. Một lần nữa anh lại té ụp mặt lên trên cái cô này nữa. Rồi xui làm sao, hai cái tay của anh trong cái lúc mà anh té, anh quơ quào cái mền nó kéo tuột xuống khỏi cái mặt của cổ. Anh vừa ngóc đầu dậy anh la lên, anh la bài hải luôn. Trước mặt của anh Chiến hồi đó là một cái xác người rồi, chứ không phải là một người đàn bà phụ nữ nào cả. Cái mắt của bà mở trừng trừng lên, cái mắt đứng im à, và đang nhìn lên trên trần nhà.
Cái mặt nó trắng xác à, môi cũng hơi tím tím tái tái lại. Và đặc biệt ở trên cổ của cổ á, có một cái vết xiết rất là sâu. Chắc có thể là cô này cô đã bị xiết cổ rồi. Cô này cổ trùm cái mền lại, và trên người của cô không có mạch gì hết. Anh cũng hoảng hốt lắm, điện cho chủ rồi công an rồi cũng tới để điều tra. Chắc chắn hung thủ mà giết chết cái chị Liễu này nè là anh Bình. Bởi vì hồi nãy hai người vô chung với nhau á, mà anh Bình thì anh đi trước rồi. Mà chị Liễu bả chết cái kiểu này thì chắc chắn là bả bị anh Bình ra tay rồi. Công an cũng tới tiến hành điều tra, và quả thật giống như là anh Chiến đoán, hai người là tình nhân nghe, rồi vô đây không biết cự cãi gì á. Anh này chắc là anh cũng có âm mưu rồi, anh đem theo cái sợi dây câu á. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, chị Liễu không có để ý, anh Bình đã siết cổ chị bằng cái cọng dây câu đó rồi cuốn hết trên tài sản và rời đi. Mà cái anh này cũng dở nữa, khi mà đi về đem theo chứng minh chi, vô nhà nghỉ là người ta đã lưu lại thông tin rồi, nên cuối cùng á, bắt được cái anh Bình rất là nhanh. Tới buổi sáng ngày hôm đó, anh hết ca làm việc đi về nhà, cái cảm giác mà anh chạm người lên trên cái xác chết của cái người phụ nữ đó khiến cho anh sợ chứ lắm, bị ám ảnh luôn. Mà anh về nhà không biết là vong hồn của cái cô đó là theo anh về nhà hay là do anh bị ảo giác anh tưởng tượng. Anh về anh nằm nghe, là anh về quần quần tới 8 giờ sáng là anh ngủ, ngủ để anh làm buổi khuya mà. Anh nằm xuống anh ngủ, anh thấy người của mình bị đè, cảm giác khó thở dữ lắm. Anh chưa có thấy gì hết trơn. Thế một hồi anh mở mắt ra được rồi, anh nhìn thấy cái người phụ nữ đang đứng ở kế bên cạnh anh. Vẫn là với cái ngoại hình đó, bà chỉ có quấn một cái khăn trắng ngang người, tóc thì xõa xuống, cái cần cổ, cái vết xiết đó bây giờ nó ửng đỏ lên và có máu nó chảy rỉ rỉ ra nữa. Anh sợ quá anh la sùm hết trơn à. Một hồi sau ngồi bật dậy thì không thấy gì hết, anh biết đó có thể là ảo giác của mình thôi. Và cũng từ sau cái chết của chị Liễu này, anh Chiến đi làm, anh đã bị hồn ma của chị trêu chọc không ít lần. Có nhân viên ca sáng nữa, mà cái người ca sáng thì không biết có gặp gì không anh không biết, nhưng mà bản thân của anh Chiến làm buổi tối anh đã gặp rất là nhiều vụ luôn. Hôm đó cũng như mọi khi hen, gần tới 2 giờ sáng rồi, anh nằm ngủ ở trên cái chỗ ghế bố á. Anh đang nằm ngủ cái anh nghe kêu, lại tiếp tục là cái âm thanh đó. Em ơi, nghe kêu vậy đó. Cái tiếng này nó vọng 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 phát ra từ phía sau thang máy á. Anh ngoái đầu anh nhìn mà không thấy gì trơn, tại vì cái cửa thang máy lúc đó nó cũng đang đóng rồi. Anh đang trừng trừng mở mắt nhìn cái thang máy, nó kêu tiên tông mở ra. Anh lại bị đứng hình. Cái thang máy giờ nó giữ im vậy đó, cửa thang máy nó mở tan quát ra mà không có ai ra vô cả. Ở hướng này anh ngoái mắt anh nhìn, anh thấy có một cái bóng đen, cái bóng đen mờ mờ thôi lướt vô mà thiệt là nhanh vậy đó. Cửa thang máy vẫn không có đóng lại. Anh bước xuống anh kiểm tra, anh nhìn vô trong thang máy không có ai hết. Mà hồi đó nghe, ở trong cái thang máy này là nó làm giống như là bằng nhôm hay gì á, nó dạ cái bóng của anh lên trên cái mặt thang máy đó. Và ngoài ra đứng ở phía sau lưng ở bên tay trái của anh nè chính là hình ảnh của cái chị Liễu, cái người mà hôm bị chết ở trên phòng 303. Bà đang đứng sát ở sau lưng của anh, khuôn mặt lạnh tanh nè, không cười không cảm xúc gì trơn. Anh hết hồn, anh là quay lại, đằng sau lưng không có ai trơn, rợn người quá. Rồi cái thang máy này lại tự động kêu tiếng tông đóng lại, thang máy nó lại di chuyển lên trên tầng 3 nữa. Và không biết là có cái mối duyên gì hay không, mà tại sao từ cái ngày mà chị Liễu đó cũng chết á, là cái chỗ thang máy này nó cứ di chuyển lên trên tầng 3 rồi nó mở ra. Có khi là anh đưa khách lên trên tầng 4, tầng 5 cũng có, mà bước vô là cái thang máy đâu có ai bấm tầng 3 đâu, nhưng tới tầng 3 tự động lại mở cửa ra, rồi lại nó mới tiếp tục nó đi lên hoặc là đi xuống nữa, cứ bị vậy hoài luôn á. Có kêu thợ tới kiểm tra rồi, nhưng mà thợ nói là cái thang máy này nó bình thường, đâu có trục trặc gì đâu. Rồi tới cái hôm kia là 10 giờ rưỡi thôi chứ không phải là quá khuya, có một cặp tình nhân cũng đi vào như bình thường, thì họ lên là họ lên tới trên tầng 4 lận.
Họ lên họ ở rồi khoảng 15 phút đồng hồ sau, cái chị nữ bà mới gọi điện xuống cho anh Chiến mà gọi điện xuống phàn nàn, nói là: "Ủa em ơi, sao ở trong thang máy của mình có nhỏ nào kỳ của chị? Hồi nãy nó quấn khăn tắm đứng trỏng mà nó nhìn chồng chị ghê lắm. Em coi ai chứ gì đâu mà kỳ cục vậy?" Tức là cái cô này cũng phản ánh nói là có một cái cô gái nào đó đứng ở trong thang máy mà chỉ quấn có khăn tắm không à, cứ đứng nhìn chồng của bà lườm lườm vậy đó, nên bà ghét bà mới gọi điện xuống. Anh mới lạ, ai đâu mà quấn khăn tắm ta. Rồi nghe tới cái khúc mà quấn khăn tắm anh cũng hơi rợn rợn người rồi. Anh mới mở camera ở trong thang máy lên. Anh mở lên rồi, anh thấy đâu có ai đâu, chỉ có hai người hồi nãy đi vào. Bà họ đứng đép sát ở bên cái góc thang máy, do cái thang máy này nó cũng chật thôi chứ không phải là quá rộng đâu. Hai người đứng đép ở một bên giống như là đang né ai đó. Bà cái chị này nè, bà cứ nhìn qua ở bên không trung, bà liếc liếc, bà lườm lườm nha. Tức là những gì chị này chỉ nói hoàn toàn khớp với những hành động mà chị làm khi ở trong thang máy. Nhưng sao hồi đó anh chỉ thấy có hai người là cái cặp tình nhân này thôi chứ đâu có người thứ ba nào đâu. Anh cũng không có giải thích lại với khách nữa, anh nói là đã xử lý rồi, chỉ nói vậy cho qua thôi. Mấy ngày hôm sau anh nằm ngủ ở đây, cứ nhắm mắt lại là anh nghe: "Em ơi, em ơi, nó siết cổ chị rồi em ơi." Anh nghe kêu mà cái giọng nói tỉnh lình vậy đó, anh giật mình ngồi dậy. Thì mỗi lần anh thức dậy là cái thang máy tự động mở, do anh nằm nó cũng gần với cái chỗ khu vực thang máy vậy nè. Mấy bữa anh gặp tưởng là buổi tối mới gặp thôi, ai dè buổi sáng cũng gặp luôn. Hôm đó là cái bạn nhân viên ca sáng á, bạn đi trực đi ngang qua ở cái phòng 303, tự nhiên đi gần lại cái cửa nó tự động nó mở ra, rồi còn nghe kêu: "Em ơi, em ơi em." Cái bạn nó cũng lú đầu vô nhìn nhìn hỏi là: "Ôi chị ơi, mà mở cửa ra là không ai hết trơn." Còn có lần đi ngang qua đây, tự nhiên đang đi ngon lành vậy đó, cái cửa của phòng 303 tự động nó mở ra, rồi cái bạn nó bị xô cắm đầu vô trong phòng luôn. Cảm giác rất là sợ, nhưng thấy thì không thấy ai trơn. Tức là cái bạn này chỉ bị hù bị ghẹo vậy thôi, chứ còn về phần của anh Chiến, anh đã chính mắt nhìn thấy vong hồn của cái cô tên Liễu đó rồi. Ở đây gặp nhiều vụ anh sợ quá, cứ đêm nào cũng vậy trơn á. Hồi lúc trước á, mình trực tới khuya mình còn được ngủ, chứ giờ là đêm nào cũng bị cổ quấy phá. Cổ không khều lưng thì cổ mở thang máy, còn không cổ còn lại đặng quầy lễ tân của anh á, cổ xáo trộn đồ đạc của anh nữa. Có hôm là anh thấy cổ lại cái bóng cổ đứng đó đó, rồi cổ bươi bươi đồ đạc vậy đó. Anh giật mình vậy là không có thấy nữa, sợ quá cho nên là anh Chiến đã xin nghỉ luôn rồi. Sau khi mà anh xin nghỉ không bao lâu á, nhân viên ca sáng người ta cũng xin nghỉ luôn. Rồi cái chỗ nhà nghỉ này vẫn còn hoạt động cho tới bây giờ. Không biết là tới tận thời điểm này á, vong hồn của cái cô tên Liễu đó có còn nữa hay không ha. Đó là toàn bộ câu chuyện như được anh Chiến gửi lại cho Như. Một câu chuyện cũng rất là hay. Bây giờ mình sẽ đi sang câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện này á, như được anh Toàn gửi lại cho Như. Anh Toàn thì anh làm công nhân ở bên khu vực của Bình Dương ha. Ở cách cái dãy trọ của anh hai căn nè, là ở bên đó cũng là một khu dãy trọ nữa. Có chú này tên là chú Hiếu. Quê của chú Hiếu là ở ngoài miền Trung á. Anh biết được chú Hiếu bởi vì trong một cái lần đó cũng đi nhậu với nhau mà chú Hiếu cũng hiền khô à. Chú ráng vô trong này đi làm. Chú gửi tiền về nhà để nuôi vợ bị bệnh với lại là nuôi con ở ngoài quê á. Nghe nói gia đình ngoại ngoại rất là khó khăn. Vô trong đây chú Hiếu là ổng đi làm dữ lắm. Buổi sáng thì cũng đi làm công nhân như mọi người, mà tới buổi chiều là chú sẽ còn chạy thêm xe ôm để chú kiếm thêm tiền nữa. Nghe vậy nên mọi người rất là thương và quý chú. Tới buổi chiều ngày hôm đó khi mà anh đi về, vừa mới về nhà thay đồ xong, cái có mấy cái người ở trong khu trọ của anh rủ: "Ê Toàn, Toàn đi coi xác người không, có cái vụ kia mới chết ở sau công ty mình kìa." Nghe vậy anh cũng hết hồn liền, nhưng mà cái cảm giác tò mò vẫn thôi thúc. Anh cùng với thêm ba bốn anh nữa rủ nhau, rồi cũng mấy cô trong đây nè, kéo nhau ra phía sau công ty để mà coi có cái vụ gì, nghe gì mà thấy ghê quá vậy. Lúc đó trong đầu của anh không có nghĩ nạn nhân chính là chú Hiếu đâu, mà khi thấy mọi người bu đông bu đen vậy đó, một lát sau anh mới chen chen vô được. Mà có điều lúc đó là anh thấy người ta lấy chiếu đắp lại rồi, có thấy gì đâu, chỉ thấy là ở gần bên đây có dấu vết của máu. Ở phía sau công ty của anh là có một cái con đường,
Nếu những người nào mà ở cái hướng trọ gần với chỗ của anh Toàn nè, sẽ đi cái chỗ con đường tắt này về cho nó gần hơn, chứ không mất công mình đánh vòng của đường thì lại xa quá. Nhưng không ngờ ở trên con đường này lại xảy ra một cái vụ như vậy. Tới khi mà người ta đem ra ngoài, vô tình cái chiếu được gỡ ra rồi, anh mới giật mình khi anh thấy đó là khuôn mặt của chú Hiếu. Cái mặt của chú Hiếu bây giờ nó tím tái lại, mà da nó hơi trắng 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 trắng, nó bị bong bong lên á. Ở trên người của chú còn thấy dính bụi đất nữa. Cái xác của chú sau khi mà bị giết á, là nó bị giấu ở đằng một cái tảng đá lớn cách với cái mé đường một khúc, chứ không phải là ngay mé đường đâu. Rồi giờ chiếc xe của chú cũng thấy cả cái cọng dây nịt mà chú đeo ở trên quần cũng không có còn nữa. Có gì mà kỳ cục vậy, cướp bóc nào mà kỳ quá vậy. Ở trên cổ của chú Hiếu có một cái vết cứa rất là sâu, cứa cắt ngang qua, giống như mà người ta hay làm gà làm vịt độ là cắt ngang cái cọng gân gần cổ như vậy. Hai con mắt của chú vẫn còn mở trừng trừng, dù đã chết từ tối ngày hôm qua, tới chiều ngày hôm nay ta đi làm vậy thì người ta mới phát hiện ra chú chết như vậy. Công an cũng tiến hành điều tra rất là nhanh, sau đó đã bắt được cái tên này, cũng là công nhân đi làm đây nè, mà cái tên nó còn trẻ dữ lắm, do nghiện ngập không có đủ tiền chi tiêu. Tên này đã thấy chú có một con xe vậy đó, mới quyết định là sẽ dụ chú, kêu chú chở ngang qua cái khúc đường này. Buổi tối là vắng lắm, không có xe cộ chạy qua lại đâu. Chạy ngang qua thì cái tên đó đã cướp cổ chú, nó cướp chiếc xe cũng như là những tài sản của chú. Mà tội nghiệp ông chú Hiếu, ổng cũng nghèo chết, ráng làm trên đây gửi tiền về nuôi vợ con ngoài quê, mà đùng một cái chú đã bị đoạt đi tính mạng rồi. Và dường như vì chú Hiếu chết oan ức như vậy, với lại là chú còn những nỗi lo, cho nên vong hồn của chú Hiếu không có cách nào mà đi siêu thoát được cả. Mấy ngày hôm sau đã có người nhìn thấy bóng dáng của chú xuất hiện trong dòng người. Giác đó là khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ, khi công nhân người ta làm ra về á, thấy là mọi người cũng đi bộ với nhau, vừa đi vừa nói chuyện, đi cũng đông đúc lắm. Quay qua quay lại thì thấy bóng dáng của chú xuất hiện chút xíu rồi biến mất, xuất hiện chút xíu rồi biến mất. Thấy gần tuần lễ vậy đó, bắt đầu vong hồn của chú mạnh dạn hơn rồi, chú mới khều. Những người nào mà có thể nhìn thấy được chú á, là chú liền khều người ta rồi hỏi là: "Ủa con ơi, con có biết đường nào á về ngoài Quảng Ngãi không con?" Hỏi vậy đó, người ta mới quay qua nhìn chú, nhìn từ trên nhìn xuống người của chú sao mà nó mờ mờ mà giống như cái mạo tro á. Sau nhiều lần đã gặp vong hồn của chú rồi, mọi người mới đồn đại với nhau lên là vong hồn của chú Hiếu bây giờ cũng dất dưỡng ở đây. Ngoài những cái lần mà thấy mập mờ như vậy ra, thêm một cái lần này nữa là anh Hậu, ảnh cũng là công nhân ở trong công ty luôn, ảnh đã gặp. Ảnh nói hôm đó là ảnh đi chơi về, mà thay vì đi cái đường kia xa quá, anh đi cái đường ở phía sau công ty luôn. Khi mà anh chạy vô, anh thấy có một ông chú này, ông bang ra giữa đường chặn đầu xe của anh, rồi ông còn nói là: con ơi con cho chú mượn xe." Ông cứ vịnh vịnh lấy cái tay lái xe của anh vậy nè, anh sợ quá, anh nghĩ trong đầu là cái ông này cũng tính cướp xe mình hay gì rồi, anh mới la lên. Nhưng do cái giấc đó khuya lắm rồi, không có ai ở đây cả, nên anh la thì không có ai nghe hết. Cái chú đó ổng cứ sàng qua sàng lại, ổng lấy cái xe anh không à, anh sợ quá. Lúc này anh giữ chặt tay lái, anh lên ga anh chạy một cái hụn. Chú đó thì đứng ở trước đầu xe của anh, mà kỳ lạ là khi anh lên ga, anh chạy xuyên qua người của chú đó luôn. Anh hết hồn rồi, khi mà anh chạy xuyên qua, anh cảm nhận được giống như là mình băng qua một cái luồng không khí nó lạnh khủng khiếp, nhưng nó chỉ thoáng chút xíu thôi. Anh dừng xe lại, anh quay đầu, anh thấy vợ chú Hiếu ổng đang đứng vậy đó, quay lưng lại. Vong hồn của chú hơi mờ mờ và anh có thể nhìn xuyên qua luôn. Rồi ở xung quanh phía sau công ty nè, bỗng nhiên là có khói, thấy khói trắng ở đâu mà vợ xuất hiện mù mịt luôn. Có cảm giác hơi rợn rợn rồi, chú mới quay người qua chú nhìn anh. Vợ anh không có thấy chú hiện ra với cái ngoại hình là bình thường giống hồi nãy khi mà chú chặn đầu xe nữa. Chú Hiếu vợ ông chuyển đổi rồi, cái mặt của ông thấy ghê lắm, cái da nó xanh lè xanh lét à, ở ngay chỗ khóe mắt thì chảy dài ra máu, ở trên cận cổ thì có một vết cắt sâu, nó còn bị hở ra độ chừng 3 cm nữa. Từ ở trong cái vết hở đó là dòng máu đen nó chảy ra rất là nhiều, ướt cả người của chú.
Anh sợ quá, anh cắm đầu anh tuôn, anh chạy vừa la làng quá trời luôn. Sau cái hôm đó đố ai mà dám rủ ảnh đi chơi khuya nữa. Ảnh nói là đi chơi khuya mắc công về lại gặp ma. Hôm bữa anh đã chính mắt bị vong hồn của chú Hiếu hụn trận rồi, anh rất là sợ ha. Đó là một vụ của cái anh làm trong công ty anh đã gặp. Không những chỉ có chạy vào con đường ở phía sau công ty thì mới gặp vong hồn của chú Hiếu đâu. Có nhiều người người ta chạy ngoài khúc đường này nè, vô tình nhìn vô là thấy có một cái bóng người. Cái bóng đó đi bộ, đi phía trong. Ở phía sau đó là không có đèn đuốc gì đâu. Nhưng mà tại sao? Từ ở phía ngoài mình nhìn vô có một cái bóng người mà nó sáng giữa trong màn đêm như vậy đó. Thấy cái bóng nó xanh xanh, bắt đầu người ta đứng lại ta nhìn. Thấy kỹ đâu phải đi đâu. Vong hồn của chú Hiếu phía trong cũng có lướt trên mấy cái bụi cỏ như thế này nè. Rồi có khi chú giật mình khi thấy là người ta đang nhìn chú cũng quay cái đầu qua, chú nhìn những cái người đang đi ở ngoài phía đường lớn này nè. Mặt mày của chú vẫn như vậy, hiện ra rất là đáng sợ. Sau nhiều lần, nhiều người gặp lắm rồi người ta ớn nha. Những cái chị em phụ nữ thường mà đi cái đường tắt này đi về khu trọ của mình, giờ là đâu có đi nữa. Thôi chịu khó đi cái đường lớn nó xa chút xíu nhưng mà mình an toàn. Mặc dù có người sợ nhưng cũng có những người là không hề sợ, không hề tin vào chuyện ma quỷ gì cả. Hôm đó là tới lượt của anh Lim. Anh Lim ảnh cũng làm chung với cái bộ phận của anh Toàn gửi chuyện luôn nè. Anh Lim ảnh chạy xe ngang qua. Anh chạy á, lúc đó là 5 giờ mấy khi công ty vừa mới tan ca. Tự nhiên anh chạy được nửa đường rồi, mọi người cũng đang đi bộ cũng đông đúc vậy đó. Anh thắng xe lại, anh dụng cái xe xuống cái rần. Rồi anh quỳ xuống đất, anh kêu là đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà chứ vợ, đưa tôi về nhà đi. Cái giọng của anh Liêm lúc đó lạ lắm nghe, cái giọng của anh nghe nó khào khào mà nghe đậm chất của một cái người đàn ông lớn tuổi luôn, chứ không phải là giọng của anh Liêm còn trẻ đâu. Mọi người hết hồn nhìn qua thấy con mắt của anh Liêm, anh cứ trợn 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 lên nè, không có thấy anh nhìn xuống đất đâu, anh cứ trợn ngược 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 một con mắt nó đảo qua đảo lại thấy ghê lắm. Mặt của anh thấy cũng phờ phạc nữa, người ta sợ đứng xung quanh nhìn ảnh thôi chứ không có ai dám lại gần cả. Anh Liêm ảnh mới sắn lại một cái người đang đi xe, anh lủi thẳng vô người ta sợ quá cũng bị té xe luôn. Anh Liêm kêu chở tôi về nhà với vợ tôi đi. Anh Liêm á, anh chưa có vợ con gì trơn mà anh nói chở về chứ vợ là vợ đâu. Đám hỏi là vợ mày đâu, vợ mày đâu. Anh nói vợ tôi ngoài Quảng Ngãi á, con của tôi ngoài ngoài nữa. À mà cái lúc mà anh nói chuyện á, là anh nói cái giọng của người Quảng Ngãi luôn. Trong khi cái anh này ảnh là người Trà Vinh, là người miền Tây. Anh đâu có phát âm ra được những cái từ của người địa phương ngoài ngoại đâu. Vậy đó, bạn vợ anh nói là nói giọng Quảng Ngãi nghe. Đó là một điều rất là đặc biệt. Thấy anh gào thét một lúc như vậy mọi người lại bu đen rồi, anh ngã ngửa ra con mắt nó trợn lên nó đảo một vòng, anh nằm ập mặt xuống dưới đất anh xỉu, ta tưởng anh chết không à. Lại lúc đó mới kêu lai ảnh thì hỏi anh lờ mờ vậy nói gì vậy, nãy ai làm gì tán đầu tôi đau như vậy. Anh Liêm nói vậy đó, tức là những gì hồi nãy xảy ra với ảnh là anh bị ma nhập thôi, anh không nhớ chuyện gì trơn á. Khi mà anh về rồi anh bình tĩnh, mọi người mới kể lại cho anh nghe là toàn bộ những gì hồi nãy anh làm, rồi anh đòi về với vợ, anh quỳ khóc như điên như dại ngoài con đường đó. Anh mới giật mình, anh nói là ủa sao kỳ trời, không lẽ anh bị ma nhập thiệt hả ta. Anh nói lúc mà anh đang chạy xe nghe, anh nói ai tán cái đầu anh một cái bóp đau điếng à, choáng váng, là lúc đó anh không còn biết gì nữa rồi. Đó là những gì mà anh Liêm anh gặp rồi anh bị ma nhập vậy ha, cũng hơi ghê ghê rồi đó. Tiếp theo sau cái vụ của anh Liêm là tới cái vụ của chú Trung. Chú Trung á là chú làm ở bên bộ phận kho của công ty nè. Chú Trung á từ nào giờ là chú cũng không có tin vào chuyện tâm linh gì hết trơn á. Chú đang chạy ngon lành, chú nói chú đang chạy trên chiếc xe rim mà thấy chiếc xe nó è ạch nặng quá chạy không nổi. Chú không biết là cái xe của mình bị gì. Chú quay đầu lại bởi vì có ai đó vừa mới thổi cái phù chú đằng sau gái chú hết hồn. Chú quay đầu lại chú thấy đó chính là chú Hiếu. Chú Hiếu ngồi đằng sau lưng á, cái mặt của chú Hiếu cũng tím tím nhịn ghê lắm. Chú Hiếu ông kêu chở tôi về nhà đi, nhà tôi ngoại Quảng Ngãi á. Do như không có phải là người Quảng Ngãi nhưng không có phát âm ra được những cái chữ giống y chang như là chú Hiếu nói, nên quý vị thông cảm giùm Như nghe. Khi chú Trung nghe chú nói vậy đó,
ơi, chú rồi ông sợ quá, ông lạng 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 tay lái vậy nè, ông la né qua né qua né qua, đụng vô trong cái tảng đá một cái kinh luôn, là lủi thẳng 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 vô ở trong cái chỗ kia. Mà cái tảng đá này là cái chỗ hôm bữa phát hiện ra thi thể của chú Hiếu nè. Chú Trung xanh mặt mày trơn à, quay đầu lại thì không còn nhìn thấy chú Hiếu nữa. Từ ngày hôm đó chú Trung đã thay đổi cái cách nhìn của mình về những cái chuyện tâm linh rồi. Đúng thiệt á, là người nào mà chưa từng gặp chưa từng thấy nói ra thì những cái coi đó là những cái chuyện nhảm nhí không có thật, mà ai đã gặp một lần rồi thì sảng hồn luôn. Đây cũng là một cái câu chuyện vui vui của chú Trung ha. Tiếp theo cái vụ của chú Trung, bây giờ là tới lượt của anh Toàn, cái người mà gửi chuyện về cho Như nè, anh gặp rồi. Anh Toàn anh nói bản thân của ảnh là cũng thuộc cái tiếp người giống như của chú Trung, với lại là giống như anh Liêm luôn. Bình thường anh nghe mấy cái chuyện này anh nghĩ nó không có thật đâu, đây là những cái chuyện chỉ lừa trẻ con thôi. Chính vì không sợ cho nên anh mới dám đi đêm khuya trên cái con đường phía sau công ty. Anh đi nhậu lúc đó là cũng uống cửng cửng trong mình thôi, chạy về anh thấy có một chú ông đứng mấy lệ ông ngoắc anh, mà ông ngoắc nhiệt tình dữ lắm. Anh mới dừng lại anh hỏi: "Ủa chú ơi, chú kêu con hả chú?" "Chú Hiếu á." Ông mới nói: "Ơi chú Hiếu nè, nhìn ra chú hả?" Anh mới nhìn kỹ: "Ờ đúng rồi chú Hiếu nè." Hồi đó tự nhiên anh quên mất đi cái vụ là chú Hiếu cũng đã chết rồi. Anh mới hỏi là: "Ủa sao mà giờ chú còn đây, nay chú không đi làm hả?" Chú Hiếu mới nói: "Ừ nay chú không làm, giờ con chở chú về nhà giùm đi." Anh mới nói: Dạ, chú lên đi con chở chú về." Quay qua quay lại không biết chú Hiếu cũng lên từ hồi nào luôn. Anh chở không? Anh chở không được một đoạn rồi, vừa chạy mà anh vừa nghe chú Hiếu ở phía sau ông rên rên khóc nhỏ nhỏ vậy á. Anh mới hỏi: "Ủa chú Hiếu ơi, chú Hiếu khóc cái gì chú?" Chú Hiếu nói: "Chú nhớ vợ nhớ con quá con ơi, chú muốn về nhà với vợ con quá à, mà vợ chú không có về được nữa rồi." Anh mới hỏi: "Sao vậy? Sao mà chú không về được?" "Thì chú về chú ráng làm đi, chứ dư tiền chú về thăm vợ con." Chú mới nói: "Chú chết rồi, sao về được con?" Anh điếng người liền, da gà của anh nó nổi lên, còn cái phần lưng thì sao nó lạnh toát à. Cái thần trí của anh nó bị gì á, bây giờ anh mới nhớ nè, chú Hiếu ông chết rồi, ông bị người ta cướp cứa cổ, chết queo rồi còn đâu. Lúc đó anh im, anh không nói gì nữa trơn á, tay lái thì vẫn còn cầm để chạy. Anh nhìn vào trong kính chiếu hậu, không có thấy chú nữa. Hên là ông chú Hiếu này, ông chỉ hù anh nhẹ nhàng vậy thôi, mà anh về nhà là anh bị sốt cả một ngày trời luôn. Hôm sau đâu có đi làm nổi đâu. Sau cái vụ anh gặp vài ngày là có thêm cái vụ kia bị ma giấu. Có cái anh này tên là anh Hồng. Anh Hồng nó đi nhậu nhẹt kiểu gì á, mà tới sáng sớm ngày hôm sau vẫn chưa thấy về. Tới giờ đi làm tới nơi rồi, vợ của anh có đi kiếm ảnh, mà đi kiếm làm sao cuối cùng phát hiện ra anh nằm ngủ ở sau cái tảng đá ở gần chỗ công ty á, mà cái chỗ tảng đá này là nơi chú Hiếu bị giết. Khi mà phát hiện nha, thấy cái mặt của anh trợn 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 lên, trong miệng cỏ không à, anh ăn cỏ như lợn bò ăn vậy đó. Kêu ảnh tưởng anh chết rồi nhưng mà không, kêu lai like chút xíu thì ảnh mới tỉnh dậy. Khi mà anh dậy rồi vợ của anh chửi quá trời luôn, la là: "Ông á, ông đi nhậu bờ nhậu bụi giờ rồi ông bị ông nằm đây nè, ông bị ma giấu cái gì vậy?" Anh kể lại tỉnh lình, anh nói là có đâu, anh bình thường mà, ngày hôm qua anh đi nhậu với các ông xe ôm nào á. Anh còn kể lại, anh nói là ngày hôm qua thấy trước mặt của ảnh là một cái mâm nhậu thịnh soạn, vừa ngồi vừa nói chuyện với cái chú đó tên là Hiếu, ông chạy xe ôm. Rồi nghe tới đây thì người ta biết rồi là cái vong hồn của chú Hiếu đã hiện ra, hù chọc sao mà còn nhậu với lại cái anh này nữa. Khoảng thời gian đầu chú Hiếu ổng hiện ra ổng hù người ta nhẹ nhẹ vậy thôi, nhưng mà càng về sau đó giống như là vong hồn của chú ở đây á, chú không có về được với nhà của mình. Nhiều lần xe cứ chạy ngang qua đang chạy bình thường vậy đó, là bị xô té, có người thì bị trầy tay trầy chân, có người là bị đập đầu, nhém một chút xíu nữa là đập vô trong cái tảng đá phía trong á, là bị lỗ đầu chết rồi. Không những vậy có nhiều người tới đây để xin số đề á. Anh Toàn nói trong cái khu của anh á, mặc dù là dân công nhân gì đó chứ mà chơi số đề ghê hồn lắm, thấy làm nhiều là tới buổi chiều sẽ ghi số ha. Nghe có nhiều người kể là cũng đi ra ngoài đây xin số đề của chú Hiếu mà chú không có cho, chú còn hiện ra với cái mặt thấy ghê, chú rượt dí người ta nữa. Nghe kể lại mà anh cũng mắc cười trong lòng.
tới sau này có rất là nhiều người đã gặp rồi. Cái có một cái cô kia nghe nói là cổ có gia đình ở bên Úc á, gửi tiền về đây thì cổ sẽ mời thầy, cô đứng ra cổ mời thầy trước vong hồn của chú Hiếu về ngoài quê, và cổ cũng sẽ cho thêm tiền vợ của chú ngoài quê để chữa bệnh nữa. Là cô đó cổ cũng thường hay đi làm từ thiện vậy đó. Khi mà biết được cái vụ này nó còn liên quan tới cái việc tâm linh nữa thì cổ thấy rất là tội nghiệp cho chú Hiếu. Sau cái lần đó mời thầy tới cúng kiến rồi cũng gửi tiền, là đưa cái người thầy ấy, từ ở trong cái chỗ mà anh làm phía sau công ty nè, đưa về tận ở ngoài Quảng Ngãi luôn để mà đưa được vong hồn của chú về nhà. Từ sau cái lần đó dường như đã hiệu nghiệm rồi, tất cả những người mà thường xuyên làm trong công ty mà đi ngang qua chỗ đường này nè, không có gặp thêm bất cứ một hiện tượng gì nữa hết nha. Có lần người ta cũng thử đi đêm đi khuya thế coi có gặp không mà cũng không có gặp nữa. Chắc là vong hồn của chú đã được đưa về nhà với vợ với con rồi. Nhờ hên á, có cái cô đó cổ đứng ra cô làm từ thiện vậy, chứ mà không á, có thể bây giờ chú Hiếu đã trở thành một cái vong hồn rồi, chú cứ dốc dưỡng vậy hoài, chú đi theo con đường ngạ quỷ để hại để bắt người ta luôn rồi. Đó là một câu chuyện rất là hay, như được anh Toàn gửi lại cho Như hen. Anh nói nhớ lại cái lần mà anh chở hồn ma của chú Hiếu sau lưng mà anh nổi da gà luôn. Đó là toàn bộ câu chuyện như được anh Toàn gửi lại cho Như. Đây cũng là câu chuyện cuối cùng trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú mình có những câu chuyện, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước ha. Nghe chuyện tới đây rồi, quý vị nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn. Và hôm nay cũng gần tới cuối tuần nữa rồi, chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần ấm áp với những người thân thương trong gia đình của mình. Thôi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nha. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị. Bye bye.